Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZFIN Việt Nam. Gần đây, có rất nhiều các anh chị em rất là quan tâm đến các cái cổ phiếu phòng thủ trong cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế này xảy ra. Và có không ít anh chị em quan tâm đến cổ phiếu POW, bởi lẽ đây là một công ty hàng đầu trong cái lĩnh vực sản xuất điện tại Việt Nam. Chính vì thế hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn trong cái clip định giá cổ phiếu POW, doanh nghiệp phát điện lớn thứ hai ở Việt Nam. Thì trong cái nội dung clip này, tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn rất đầy đủ về phân tích tổng quan từ POW đến đánh giá những cái lợi thế cạnh tranh, triển vọng cũng như định giá của cổ phiếu POW như thế nào. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng vào cái nội dung chi tiết như sau. Nội dung chính hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là tổng quan về cổ phiếu POW. Phần thứ hai là phân tích đánh giá cổ phiếu POW. Phần thứ ba là định giá và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu POW này. Đầu tiên, chúng tôi đánh giá qua về môi trường vĩ mô và cái ngành thì nó rất thuận lợi cho cái cổ phiếu POW này. Tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì trong nhiều năm rất cao. 2020 GDP có thể chỉ tăng 3-4% thôi. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là điểm sáng nhất trong cái bức tranh toàn cầu. Và theo dự báo của các tổ chức quốc tế, từ 2021 đến 2025 thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng khoảng 6% trên năm. Từ đó tăng trưởng tiêu thụ điện sẽ lớn hơn 6%, thì theo chúng tôi ước tính khoảng 7-10%. Tiếp theo, lạm phát duy trì thấp và ổn định từ năm 2015 đến nay và sẽ tiếp tục duy trì thấp do chính sách phát triển kinh tế, cung tiền dựa vào cái cơ sở lạm phát mục tiêu. Thành ra chúng ta yên tâm rằng lạm phát sẽ không thể phi mã như những giai đoạn trước. Bởi vậy, những cái cổ phiếu mang lại những cái giá trị bền vững như điện chẳng hạn thì thường được hỗ trợ rất tốt. Tiếp theo, ngành điện được dự báo là tiếp tục thiếu hụt trầm trọng trong ít nhất 5 năm tới do cầu hiện nay lớn hơn cung rất nhiều. Và cái yếu tố hỗ trợ cái cổ phiếu POW tiếp theo đó là giá điện tại Việt Nam hiện nay vẫn ở mức thuộc dạng thấp nhất thế giới. Thì giá bán điện ở Việt Nam năm 2018 theo thống kê thì là 0,07 USD trên 1 kWh, thấp bằng 1/2 so với trung bình thế giới là khoảng 0,14 USD trên 1 kWh rồi. Và cái lộ trình tăng giá điện đã được các cơ quan quản lý đưa ra rất rõ ràng và đầy đủ rồi. 2019 chưa tăng giá điện là do Covid xảy ra. Và sau khi Covid xảy ra thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng giá điện sẽ lại tiếp tục cái lộ trình tăng như vậy. Và thứ ba nữa là thị trường mua bán điện cạnh tranh sẽ giúp các doanh nghiệp điện đầu tư sớm có nhiều lợi thế do suất đầu tư thấp và được ưu đãi nhiều hơn. Và POW có rất nhiều các nhà máy đã đầu tư từ rất sớm. Thậm chí đến nay rất nhiều các nhà máy đã hết sạch nợ vay và khấu hao gần như cũng đã rất nhiều nhà máy hết rồi ạ. Tiếp theo, về tổng quan về cổ phiếu POW này. Thì POW là viết tắt của PV Power, là một trong những đơn vị sản xuất điện hàng đầu tại Việt Nam với công suất lắp đặt chiếm gần 8% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam. Sản lượng thực tế của POW thì năm 2019 đạt tới 22,54 tỷ kWh, tương ứng với 11% tổng sản lượng điện thương phẩm cả nước. Như vậy có thể thấy rằng POW hoạt động với cái công suất rất là cao. Đó, tuy với thiết kế là 8% nhưng hoạt động mang lại cái thương phẩm lên đến 11% tổng sản lượng điện cả nước. Và đây là doanh nghiệp lớn thứ hai ở Việt Nam về sản xuất điện. Về tổng quan qua một chút thêm nữa về POW, đó là POW có mã niêm yết là POW và giá hiện nay là 9.310 đồng vào cuối tháng 7 năm 2020 ạ. Thì PE của POW hiện nay khoảng độ 10 lần. Đó, cổ phiếu này được niêm yết trên HO ngày 24 tháng 1 năm 2019 và giá niêm yết ngày đầu tiên là 15.600 đồng. Và cổ phiếu POW này là một trong những cổ phiếu rất là to với số lượng cổ phiếu lên đến 2.341.871.600 cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ của nó là khoảng 23.418 tỷ. Và vốn hóa thị trường của cổ phiếu này, tức là giá thị trường của toàn bộ công ty này là 21.803 tỷ đồng. Tiếp theo, POW sở hữu hàng loạt các nhà máy sản xuất điện và với tổng công suất lên đến 4.200 MW, gần gấp 2 lần so với thủy điện Sơn La. Chúng ta có thể thấy thủy điện Sơn La là một thủy điện rất lớn, có thể nói là công trình thế kỷ ở Việt Nam, khi mà nó đã
làm với cái quy mô ở 3 tỉnh, 3 tỉnh và di rời rất nhiều dân. Và để hoàn thành được cái nhà máy thủy điện này mất rất nhiều thời gian. Và tổng công suất của nó là khoảng 2.400 mê. Thì Pau có cái tổng công suất lên đến 4.200 mê. Thì quý vị và các bạn có thể thấy nó lớn đến như thế nào rồi đấy ạ. Thì các nhà máy điện chính của Pau gồm những nhà máy như sau. Đầu tiên là nhà máy điện Cà Mau 1-2. Thì nơi đặt máy tại Cà Mau và loại hình đó là điện khí. Điện khí. Tiếp theo là nhà máy Nhơn Trạch 1 ở Đồng Nai cũng là điện khí. Nhà máy Nhơn Trạch 2 cũng ở Đồng Nai, điện khí. Nhà máy Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh thì là điện than. Và có hai nhà máy thủy điện, tuy nhiên thủy điện thì tương đối nhỏ, công suất rất nhỏ, chưa bằng 1/10 so với các cái nhà máy nhiệt điện ở trên. Đó là nhà máy thủy điện Đắc Rinh và nhà máy thủy điện Hùa Na. Thì hai nhà máy này, một nhà máy ở Nghệ An và một nhà máy ở Quảng Ngãi. Và chúng ta lưu ý rằng mọi doanh thu lợi nhuận đến chủ yếu từ các nhà máy nhiệt điện. Còn hai nhà máy kia mang tính chất gọi là minh họa một chút thôi. Chứ ngành nghề chính của Pau vẫn là có thể nói gần như toàn bộ là nhiệt điện. Và cái định hướng phát triển của Pau như sau. Thì đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt của Pau dự kiến là 6.910 MW. Tức là gần gấp hơn gấp rưỡi so với bây giờ. Thì chiếm khoảng 7% công suất lắp đặt hệ thống. Và chúng tôi cũng tin rằng nó sẽ chiếm khoảng 10% cái công suất điện thương phẩm. Thì giai đoạn đến 2035 thì công suất của công ty mong muốn lắp đặt là 9.960 MW, chiếm khoảng 6% công suất lắp đặt toàn hệ thống. Tức là chúng ta có thể thấy cái lĩnh vực này phát triển mạnh đến như thế đấy. Cho dù chỉ trong vòng hơn 10 năm, POW có kế hoạch mở rộng gấp 2 lần, nhưng mà cái công suất lắp đặt của Pau còn thấp hơn so với 8% ở cái thời điểm bây giờ. Thì nguyên nhân chủ yếu là do như tôi đã trình bày ở trên, cầu về điện ở Việt Nam rất lớn, cung không đủ. Thế do đó là cần phải hoạt động rất là mạnh. Cơ cấu công suất điện, mục tiêu các dự án điện của PV Power đến 2025 và định hướng đến 2035 cụ thể như cái bảng dưới đây. Thứ nhất là loại hình nhà máy. Thì nhiệt điện khí vẫn chiếm chủ đạo. 2025 thì công suất là 5.350 mê, tỷ trọng chiếm tới 77%. Đến 2035 là 7.600 mê với tỷ trọng khoảng 76%. Còn nhiệt điện than thì chiếm 17% 2025 và chiếm 12% năm 2035. Thủy điện như tôi đã trao đổi trên nó chỉ là minh họa thôi, chứ nó không đáng kể. Thì đến 2025 là khoảng 4% và đến 2035 là chỉ còn có khoảng 3% đóng góp. Tiếp theo là Pau thì cũng đang cố gắng lấn sân ra lĩnh vực liên quan đến năng lượng tái tạo, ví dụ như là điện mặt trời hay là điện gió, thì với kỳ vọng rằng đến 2035 sẽ chiếm khoảng 9% trên tổng công suất của tổng công ty này. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là công ty này chủ yếu liên quan đến điện khí ạ. Tiếp theo, sản lượng sản xuất điện của Pau ra rất cao và luôn ở mức là rất hiệu quả. Thì như chúng ta có thấy cái số liệu vừa xong tôi đưa ra, đó là công suất lắp đặt 8% thôi, nhưng mà công suất sản xuất lên đến hơn 11%. Thì các nhà máy điện Cà Mau 1, 2 thì đều hoạt động với cái công suất rất cao năm 2019 vừa rồi. Hơn 107% kế hoạch và cao hơn năm 2018 tới 5%. Nhơn Trạch 1 hay Nhơn Trạch 2 thì cũng cao hơn rất nhiều. Chỉ có duy nhất là hai cái nhà máy thủy điện do cái hiện tượng El Nino làm cho nước ít. Chính vì thế cho nên nó không khai thác được hết công suất thôi. Còn lại thì các nhà máy của Pau đều hoạt động hết công suất và vượt công suất đề ra rất là mạnh mẽ. Đó. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đi vào phân tích tài chính của cái POW này. Thì đầu tiên là tôi đi vào cái sức khỏe tài chính. Có thể thấy sức khỏe tài chính, thứ nhất là vốn chủ sở hữu nó tăng qua thời gian, nguyên nhân đến từ việc Pau có lợi nhuận và dự lại. Tiếp theo, nợ vay của công ty thì ngày càng giảm, nguyên nhân đến từ việc công ty có lợi nhuận, có khấu hao và họ trả bớt nợ vay đi, do cái nhu cầu đầu tư gần đây thì nó không quá cao. Thế do đó là tiền làm ra họ vác đi, họ trả nợ vay. Và cái chiếm dụng vốn của Pau cũng tương đối tốt từ các cái nhà cung cấp tương ứng với bị chiếm dụng. Đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu đến năm 2020 này, tháng 6 này, thì chỉ còn có 54,91%. Thì đây là một mức rất an toàn đối với một doanh nghiệp nhiệt điện đầu tư cái suất cố định rất cao. Điều này lý giải là do nguyên nhân có rất nhiều các cái nhà máy nhiệt điện của Pau đã đến cái giai đoạn là hoạt động rất lâu rồi. Do đó họ trả được nợ vay gần như hết rồi. Ví dụ như là Cà Mau 1, Cà Mau 2 hình như là nợ vay cũng đã hết rồi. Còn Nhơn Trạch 2 thì nợ vay đâu đó chỉ một năm nữa là hết thôi.
Thế do đó là cái cơ cấu, cái sức khỏe tài chính của công ty này rất tuyệt vời. Về cổ tức tiền mặt thì năm 2019 công ty có trả 751 tỷ đồng, tức là tương ứng với khoảng độ hơn 300 đồng một cổ phiếu. Thì nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 cũng chia cổ tức, thì dự kiến cổ tức 2019 trả 2020 là 3%, và kế hoạch cho 2020 thì cũng là 3%, tức là 300 đồng đấy ạ. Tiếp theo về cái kết quả kinh doanh của cái nhiệt điện Pau này, thì doanh thu của công ty tăng trưởng cũng tương đối tốt năm 2018-19, đâu đó khoảng độ 89% gì đó, 8,3%. Và 6 tháng đầu năm 2020 thì công suất có cái doanh thu giảm, do công suất giảm. Nguyên nhân đến từ một số nhà máy thì có bảo trì. Bên cạnh đó là cái việc huy động trong cái quý 1, quý 2, 2020 là không được cao hết công suất. Nguyên nhân là do Covid-19 xảy ra làm cho nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam về cơ bản là tăng trưởng chậm trở lại. Và chúng ta thấy rằng cái lợi nhuận gộp của công ty cũng tăng trưởng khá tốt. Thì 6 tháng 2020 do doanh thu giảm 14%. Do đó là làm cho lợi nhuận gộp giảm 12%, lợi nhuận dòng giảm 22%. Thì nguyên nhân lợi nhuận dòng giảm thì ngoài việc doanh thu giảm ra, còn đến từ việc là công ty phải trích lập dự phòng cho cái khoản nợ phải thu từ cái công ty mua bán điện của EVN. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi sâu vào đó. Và nhìn vào đây có thể thấy rằng là kết quả kinh doanh của Pau về cơ bản là cũng khá tốt, nhưng mà nó chậm tăng trưởng, thậm chí không tăng trưởng trong năm nay. Và EPS trên mỗi cổ phiếu của Pau cũng đang cải thiện khá tốt. Nếu 2018 là có 820 đồng một cổ thôi, thì 2019 là 1.072 đồng. 6 tháng 2020 là 503 đồng. Thì chúng tôi cũng cho rằng cả năm nay thì EPS khoảng độ gần 1.100 đồng đối với cổ phiếu Pau này. Đó. Tiếp theo là về lưu chuyển tiền tệ. Thì lưu chuyển từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Pau rất tốt. 2018 là 4.995 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Năm 2019 là 5.322 tỷ và 6 tháng 2020 là 1.658 tỷ. Sở dĩ là Pau có cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh rất tốt như này thì nguyên nhân đến từ kết quả kinh doanh rất khả quan. Bên cạnh đó là khấu hao của Pau rất lớn, làm cho cái dòng tiền nó cao hơn gấp đôi so với cái lợi nhuận mà công ty thu được. Chúng ta hiểu rằng là cái khấu hao là cái chi phí nhưng mà không phải bỏ tiền ra tại cái thời điểm này, mà là do công ty đã đầu tư tiền từ nhà máy từ cái thời điểm ban đầu. Mọi người lưu ý là như thế. Tiếp theo về dòng tiền hoạt động đầu tư 2018 thì vẫn còn đầu tư khá lớn, 1.555 tỷ. Tuy nhiên 2019 và đầu 2020 là gần như không đầu tư. Nguyên nhân là gần đây thì về cơ bản là Pau không có nhà máy nào đầu tư đáng kể cả. Và nhà máy chỉ thực sự đầu tư theo kế hoạch là đến 2022-2023 mới bắt đầu cơ. Còn về dòng tiền hoạt động tài chính thì do hoạt động kinh doanh làm ra rất nhiều tiền, trong khi đầu tư thì không đáng kể. Chính vì thế công ty đã đem tiền đi trả bớt nợ vay rất nhiều và có trả một phần cổ tức nhưng không lớn. Đây là công ty trả bớt nợ vay. Thành ra chúng ta vừa nhìn thấy ở cái phần sức khỏe tài chính, nợ vay của Pau giảm rất mạnh. Đúng không ạ? Đấy, do đó là công ty về dòng tiền rất tốt và là dòng tiền của một cái doanh nghiệp lúc này là chưa mở rộng. Tiếp theo thì chúng ta cùng đánh giá về cái rủi ro của Pau thì như thế nào. Thì như ở lúc trên thì chúng tôi cũng đã trình bày một trong những nguyên nhân làm lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay giảm, đó là đến từ việc phải trích lập dự phòng cho cái khoản phải thu khó đòi. Đó. Thì dự phòng khoản phải thu khó đòi năm nay trong vòng 6 tháng đã trích thêm khoảng hơn 200 tỷ. Đó. Thì cụ thể hơn, đây về chúng ta cùng đánh giá kết quả kinh doanh đi. Thì doanh thu bán hàng dịch vụ của công ty thì quý 2 này giảm khá mạnh, đạt có 7.708 tỷ thôi, giảm hơn 20% so với quý 2 năm 2019. Và tính 6 tháng thì vẫn giảm khoảng độ 16-17% so với năm 2019 đấy ạ. Tương ứng như đó thì lợi nhuận gộp thì đâu đó cũng giảm khoảng hơn 10% một chút. Đó. Và chi phí lãi vay là một điểm rất tích cực đối với Pau, bởi vì như chúng ta biết ở trên, đó là Pau đang trả nợ dần rất nhiều. Thế thành ra là chi phí tài chính giảm, lãi vay giảm từ mức 597 tỷ năm 2019 trong hai quý, thì đến hai quý đầu năm 2020 chỉ còn 457 tỷ mà thôi. Tiếp theo là về cái chi phí quản lý doanh nghiệp thì có một sự tăng rất là mạnh, đặc biệt trong quý 2 năm 2020 này, tăng lên đến khoảng độ 205 tỷ, giúp khiến cho cái chi phí quản lý doanh nghiệp cả 6 tháng tăng lên 502 tỷ, cao hơn rất nhiều so với 338 tỷ của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân như tôi vừa trình bày ở trên, đó là Pau dự phòng cái khoản phải thu khó đòi của công ty mua bán điện
Thì cụ thể như nào thì tôi sẽ trình bày bên dưới. Do nhiều các nguyên nhân như thế làm cho lợi nhuận của sau thuế của cổ đông công ty mẹ Bao giảm còn có 1.179 tỷ thôi. Giảm đâu đó khoảng độ 350 tỷ, tức là giảm hơn 20%. Tuy nhiên chúng tôi cũng đánh giá cái mức giảm này là nó rất là phù hợp với cái tình hình đang khá khó khăn. Và đặc biệt là một trong những nguyên nhân giảm là do trích lập. Khi nó hết trích lập thì chúng tôi kỳ vọng rằng cái lợi nhuận sẽ tăng trưởng trở lại tốt. Và với mức 1.178 đồng này thì tương ứng với EPS khoảng hơn 550 đồng. Nó cũng tương đối là chấp nhận được trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Tiếp theo về dự phóng kết quả kinh doanh cho Pau cho năm 2020 cũng như các năm tới. Thì doanh thu chúng tôi cho rằng đến năm 2025 thì cơ bản sẽ không tăng trưởng quá mạnh. Do đa phần các nhà máy điện đều đã đi hoạt động full công suất và hoạt động rất lâu rồi. Trong khi các nhà máy mới để mà đưa vào hoạt động trong cái thời gian này gần như là chưa có. Thì tốc độ tăng trưởng chúng tôi kỳ vọng rằng là chỉ đạt khoảng 5-10% một năm về cái tăng trưởng lợi nhuận mà thôi. Thì riêng năm 2020 doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Pau khả năng sẽ giảm nhẹ hoặc tương đương với 2019 thì EPS khoảng độ 1.060 đồng. Thì từ năm 2023 trở đi, Pau sẽ tăng nợ vay để thực hiện các dự án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Do như chúng tôi trình bày ở trên cái chiến lược của Pau đến 2025 là công suất tăng hơn gấp rưỡi và đến 2035 là tăng gấp đôi so với hiện tại. Mà để đầu tư các cái dự án ý thì Pau cần phải một cái lượng tiền rất lớn, có thể lên đến 40-50 ngàn tỷ qua các năm như vậy. Đó. Tiếp theo về cổ tức của công ty này thì thực sự không cao, nó chỉ duy trì 3-5% trong các năm tới thôi. Nguyên nhân do một là POW còn giữ lại lợi nhuận để phục vụ cho cái việc trả nợ cũng như là kế hoạch tương lai đầu tư mở rộng. Và tiếp theo là Pau là hoạt động theo dạng holding, tức là công ty này có nhiều công ty con, công ty liên doanh liên kết. Do đó tiền lợi nhuận hợp nhất vào, nhưng mà về cơ bản là công ty không thể thu được 100% đâu, còn một phần giữ lại ở các công ty con, công ty liên kết rất nhiều. Bởi vậy nên cho lên cái luồng tiền để trả cổ tức cho cổ đông này thực sự không cao. Tiếp theo về rủi ro đầu tư cổ phiếu Pau này thì thứ nhất là trong ngắn hạn thì có rủi ro từ khoản phải thu 1.500 tỷ như chúng tôi trình bày ở trên rất rõ của công ty mua bán điện EPTC, thì liên quan đến vấn đề tỷ giá chưa thống nhất được, tức là tỷ giá liên quan đến việc là nguyên vật liệu rồi là việc xây dựng nhà máy thì hai bên này chưa thống nhất được, do trong cái hợp đồng mua bán điện có yếu tố tỷ giá ở trong đó. Thì ngoài ra thì EPTC còn đang giữ 414 tỷ đồng của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng do chưa hoàn tất cái hồ sơ đầu tư để căn cứ vào đó tính cái giá điện, thì công ty tạm tính ở đây là khoản phải thu nó lên đến 1.914 tỷ. Thì đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, Pau cơ bản đã trích lập đâu đó khoảng hơn 600 tỷ, khoảng 620 tỷ gì đó. Thứ hai là cái rủi ro than và giá khí đầu vào thì luôn thường trực diễn ra. Đó. Bên cạnh đó là cái nguồn cung khí cũng là một vấn đề nan giải trong dài hạn do nó không được ổn định lắm. Và các cái mỏ khí gần về cơ bản đã hết rồi, thì bây giờ là tập PVN phải khai thác các cái mỏ khí ở xa. Và cái việc chất lượng cũng như là cái chi phí của khí đấy nó sẽ rất là khác. Đó thì chúng ta có những cái rủi ro như thế. Và đặc biệt chúng tôi quan tâm rất nhiều đến cái rủi ro chúng tôi cho rằng lớn nhất, đó là rủi ro từ đàm phán giá điện là rất lớn. Khi giá thành sản xuất điện khí thì được đánh giá là cao hơn so với các cái nguồn điện như là nguồn điện than hay thủy điện rất nhiều. Bởi vậy cái việc đàm phán này phải rất quan trọng, rất là ảnh hưởng. Sở dĩ là nhiệt điện NT2 tuy hoạt động ngày càng hiệu quả, nợ vay ngày càng thấp, nhưng mà lợi nhuận lại giảm rất mạnh trong 3-4 năm qua, nguyên nhân chủ yếu đến từ giá điện liên tục giảm do EVN đàm phán, và từ đó làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của các cái công ty nhiệt điện này. Thì chúng ta lưu ý một số yếu tố như trên. Thì dựa vào các yếu tố đó cũng như dự phóng lợi nhuận tăng trưởng từ 2020 đến 2025 chỉ độ 5-10% một năm mà thôi, trong khi cổ tức thì chúng tôi cho rằng sẽ chỉ đạt 3-5%, tức là 300 đồng đến 500 đồng một cổ phiếu thôi. Thì dựa vào phương pháp PE, chúng tôi cho rằng PE của cổ phiếu này cũng xứng đáng ở mức 10, thì khoảng độ 10.600 đồng một cổ phiếu. Tiếp theo dựa vào phương pháp chiết khấu dòng tiền thì chúng tôi đưa ra được là giá là 10.100 đồng một cổ phiếu. Và dựa vào phương pháp EV trên EBITDA thì chúng tôi đưa được ra là giá cổ phiếu khoảng 13.865 đồng một cổ phiếu. Thì tính chung lại chúng tôi kỳ vọng rằng giá cổ phiếu Pau hợp lý ở mức 11.500 đồng
trên một cổ phiếu, tức là cao hơn khoảng 2.300 đồng so với giá giao dịch thị trường ngày 31 tháng 7 năm 2020 này. Và chúng tôi đưa ra cái kết luận khuyến nghị đối với cổ phiếu Pau cụ thể như sau. Thứ nhất là Pau là một doanh nghiệp ổn định và có tăng trưởng nhẹ. Các bạn lưu ý nhé, tăng trưởng nhẹ thôi, không hề mạnh đâu ạ. Bởi vì đa phần nhà máy như tôi đã trình bày đi vào hoạt động từ lâu, full công suất, trong khi nhà máy mới thì sắp tới gần như là không có. Thứ hai là cổ tức, tỷ suất cổ tức là 3,2%, tức là chúng ta lấy 300 đồng thì chúng ta đưa chưa cho giá 9.2, 9.3 đó, thì chúng ta ra được 3,2%, thì so với thị giá thì chưa cao. Thực sự đối với một doanh nghiệp nhiệt điện hay một doanh nghiệp trả cổ tức với mức này là không cao. Như PPC hay NT2 họ trả được trên 10% so với thị giá cơ, thì của Pau được có 3,2%. Thì chưa cao do một, Pau còn phải giữ lại tiền để mở rộng tiếp trong tương lai, bởi vì tương lai công ty dự kiến mở rộng cần nhu cầu vốn lên đến cả vài chục ngàn tỷ. Thứ hai là dòng tiền chưa nhiều khi ở dạng holding như chúng tôi giải thích ở trên. Tức là tiền về lợi nhuận thì họ ghi nhận hợp nhất tất cả, nhưng mà tiền họ thu lại từ được các công ty con để có thể trả cổ tức hay vận dụng thì nó không phải là quá lớn. Tiếp theo về định giá hiện nay, thì với mức giá 9.2 lên thì PE khoảng 9 lần thì nó cũng hơi tương đối thấp một chút so với vị thế của công ty. Đó, so với vị thế của công ty. Tuy nhiên với giá này về đầu tư lâu dài thì chúng tôi vẫn đánh giá Pau là không thực sự được hấp dẫn như NT2 hay PPC hay HND. Đó, chính vì thế cổ phiếu Pau này phù hợp với các nhà đầu tư thận trọng lâu dài và kỳ vọng một mức lợi nhuận ở mức vừa phải quanh 10%, tức là cao gấp rưỡi bành đấy cũng rất tốt. Hoặc là Pau khi xuống sâu là một cơ hội cho các nhà đầu cơ ngắn hạn. Đối với những ai mà năng động hay gọi cái khác là active ý, thì khi nó xuống sâu thì cổ phiếu Pau này có sức bật rất tốt, thì quý vị và các bạn có thể tham gia đầu cơ đó. Và tiếp theo một đối tượng mà tôi cũng nói thêm ở đây thôi, chứ nó không thuộc đối tượng cổ đông nhỏ như chúng ta, đó là các nhà đầu tư lớn, các quỹ lớn họ muốn giải ngân vào các cổ phiếu còn zoom chẳng hạn, rồi giải ngân vào các cổ phiếu của ngành điện chẳng hạn, thì cổ phiếu Pau là gần như là lựa chọn duy nhất. Bởi vì cổ phiếu này có lượng cổ phiếu lưu hành bên ngoài rất lớn, họ có thể mua vài triệu, dăm 7 triệu thậm chí nhiều hơn cho cái danh mục của mình đó. Còn các cổ phiếu khác gần như không thể làm điều đó. Thì trên đây chính là các cái đánh giá phân tích của chúng tôi cũng như định giá phù hợp đối với cổ phiếu Pau. Quý vị và các bạn quan tâm đến cổ phiếu này hay bất kỳ cổ phiếu khác, hãy vui lòng comment dưới cái clip này để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị và các bạn tốt nhất. Thì chúc quý vị và các bạn có được những cái cơ hội đầu tư tốt trong cái chuỗi series 69 clip định giá của AZFIN Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn ở dịp sau.